Hội Nông dân huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân huyện Vũ Quang đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ, Việt Gáp. Các cấp hội nông dân trên địa bàn đã huy động tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số vốn 2.775 tỷ đồng. Thông qua hoạt động hỗ trợ vay vốn đã giúp nhiều mô hình kinh tế mới ra đời, nâng cao thu nhập cho hội viên. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Vũ Quang tiếp tục đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu kết nạp mới ít nhất 650 hội viên, thành lập 100 tổ hội nghề nghiệp, 5 chi hội nghề nghiệp, 100 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2023-2028.